Hello, xin chào mọi người. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để tạo tạo một cái file hình nền để các bạn đăng lên Tiki hoặc là Shopee hoặc là Sendor. Mình tạo một cái hình nền là làm sao cho nó bắt mắt khi mà khách tìm kiếm vô cái thấy cái hình nền của mình á, thấy ảnh đại diện của mình á, thấy hấp dẫn là người ta nhấp vô, người ta mua liền. Rồi bây giờ đối với những bạn mà chưa biết cài, chưa biết xài Photoshop á, và chưa biết cài á, thì các bạn xem cái phần mà chi tiết ở dưới mình có ghi cái đường link là hướng dẫn đăng, hướng dẫn cài Photoshop ha các bạn. Còn khi sau khi các bạn cài Photoshop thì các bạn có cái giao diện như thế này nè, Photoshop nè, đó thì các bạn mở lên ha, mở lên thì cái giao diện Photoshop nó như thế này. Thì bây giờ mình hướng dẫn cho các bạn mà chưa biết xài Photoshop luôn vẫn sử dụng được, cho nên mình hướng dẫn rất là chậm và kỹ luôn, rất là đơn giản thôi. Sau khi các bạn xem cái video mà hướng dẫn cài Photoshop, sau khi các bạn mở lên thì các bạn để ý nè, vào file nè, vào cái mục bên đây ha, vào file nè, vào open nè, đó open, thì mình vào một cái thư mục hình ảnh nào mình cần làm ảnh đại diện ha. Hiện tại bây giờ mình sẽ làm một ảnh đại diện của cái quần lót nam. Đây, bây giờ mình làm ảnh đại diện của cái quần lót nam nha các bạn. Rồi bây giờ mình mở cái ảnh này lên. Mình muốn cái ảnh nào làm ảnh đại diện thì mình mở nó lên nha. Đây, mình mở cái ảnh này lên. Bây giờ mình muốn cho cái hình này nè, hai người mẫu, mình mở thêm một tấm này nữa ha, một tấm hình màu màu cam nha, màu cam. Rồi rồi bây giờ mình ghép lại hai cái hình người mẫu này chung lại với nhau để mình làm ảnh đại diện, để cho mình được là ảnh đại diện này là được hai màu, màu xanh và màu cam đó. Thì mình làm như thế nào? Rồi bây giờ ha, bây giờ các bạn nhấp ở bên giao diện bên tay phải nè, mình nhấp hai lần vào, nhấp hai lần, nhấp chuột trái hai lần thì nó hiện cái bảng này lên, thì các bạn nhấp ok để làm gì, để cho nó phá cái layer này ra. Rồi bây giờ mình tách nền cái ảnh này ra ha, mình tách nền ha. Bây giờ tại vì cái này là cái phông trắng mình dễ tách, thì mình vô cái giao diện nè, cái cây đũa thần nè, các bạn để ý ở bên đây không, cây đũa thần nè đó, cây đũa thần nè ha. Rồi mình chọn cái phần mà magic nè, Magic Wand Tool nè. Đó. Cái lệnh tắt của nó là trên bàn phím mình đánh chữ Q ha, chữ W á, chữ W á. Rồi, ok. Bây giờ mình quét vào cái phần mà vùng trắng. Đó, vùng trắng nè, mình nhấn cái delete trên bàn phím nha, delete trên bàn phím. Delete. Rồi, xóa nó đi. Rồi mình chọn vô cái vùng trắng nè, mình delete, mình xóa nó đi. Vùng trắng nè, mình xóa nó đi. Vùng trắng mình xóa nó đi. Rồi, ok. Mình nhấp vào cái mũi tên ở trên đây. Rồi, ok. Vậy là xong cái phần mà mình xóa nền ha. Rồi, bây giờ mình qua cái ảnh bên đây. Qua cái ảnh bên đây mình cũng xóa phông luôn. Mình nhấp vô cái phần mà bên tay phải nè, mình nhấp hai lần nha. Để cho nó hiện tại của nó là cái phần này là background này, mình nhấp hai lần vô thì cho nó xóa cái background này ra để mình tắt nền nó đi. Rồi mình vô cái đũa thần lại ha. Rồi mình nhấp vô cái vùng trắng nè, mình delete nó đi. Vùng trắng nè, mình delete nó đi. Vùng trắng nè, mình delete. Rồi ok. Mình nhấn Ctrl D để mình bỏ cái phần mà chớp 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 nè. Ctrl D là để mình bỏ cái phần mà chớp 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 nè, thấy không? Ctrl D. Rồi, ok. Rồi bây giờ mình nhấn chữ V nha, chữ V trên bàn phím. V là nó hiện cái thành mà nó biến thành cái mũi tên màu đen nè. Mình nhấp chuột trái nha, mình kéo nó qua. Mình kéo nó qua. Mình kéo qua cái ảnh này. Ok. Rồi. Bây giờ mình cũng cũng nhấp chuột trái, mình chỉnh cho sao cho nó vừa nha. Đó, mình chỉnh sao cho vừa ý của mình. Rồi, còn cái hình màu cam này mình đẩy cho nó ra thì mình chọn cái layer nè, layer màu cam nè, layer không nè, đó là cái quần màu cam nè, mình chọn nó. Rồi bắt đầu mình kéo,
kéo nó đi đó, thì mình được ảnh đại diện của mình được hai hình, hình màu cam và hình màu xanh. Cái tay này nó bị dướng đây rồi thì làm thế nào? Thứ nhất thì mình chọn lại cái hình màu mà là cái layer màu cam nè, layer không nè, mình kéo nó lên trên nha, cho nó nằm lên trên cái layer một này, mình kéo lên, mình nhấp chuột trái mình kéo lên đó, thì cho nó nằm lên trên. Cái tay này cũng bị dướng luôn. Bây giờ giải quyết cái tay này sao ta? Chúng lẽ giờ xóa cái tay này. Rồi bây giờ mình hướng dẫn cho các bạn cách xóa cái tay nha. Mình là làm lại nha. Rồi. Mình chọn vào cái phần các bạn để ý nè. Các bạn để ý ở trên trên đây ha, cái dòng này nè. Đó. Đây nè. Poly Poly này, Lasso Tool nè. Là bàn phím, phím tắt bên bàn phím là L á. Đó. Mình chọn vô đây để nó ra một cái vùng này để mình chọn nó đi. Đây, mình chọn cái phần nào mình muốn xóa ha, mình chọn cái phần muốn xóa đi. Đó, cái tay nó kỳ quá, cái tay nó che lại ngay lúc đó. Rồi mình xóa ý. Ctrl Z lại nha, Ctrl Z lỡ mình xóa lộn, mình Ctrl Z lại, Ctrl Z. Mình chọn đúng cái layer màu cam nè, cái quần màu cam nè, layer 1. Rồi mình xóa nó đi ha, mình nhấn delete. Rồi. Cái phần này nó còn dướng 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 kỳ kỳ đúng không? Bây giờ mình làm mờ cái phần này đi. Làm mờ thì mình sẽ vào cái công cụ này. Nè, công cụ này nè, Clone Time Tool nè, là chữ S trên bàn phím. Mình chọn cái công cụ không phải nha các bạn. Sorry các bạn. Công cụ xóa. Đây là cây bút xóa nè, đây này đây, công cụ này nha. Các bạn để ý cái công cụ này nha. Đây. Đây. Eraser Tool nè, là cái này là xóa nó đi. Thì xóa thì mình chỉnh lại cái phần mà opacity nè, mình cho nó mờ đi bớt ha. Đó, bây giờ bắt đầu mình xóa nó nha. Cái vòng tròn này á, thì các bạn có thể điều chỉnh lớn nhỏ, thì mình nhấn cái chữ trên cái bàn phím mà cái dấu cái dấu trên bàn phím á. À, đó đó đó. Rồi bây giờ mình sẽ chỉnh nè. Đó, làm cho nó mờ đi cái phần này. Rồi. Xong mất tiêu cái tay, cho cái tay nó nằm ở phía sau á. Các bạn, rồi vậy ha. Ok. Vậy là mình được hai cái hình nền, được hai người mẫu. Thì bây giờ mình làm lại ở phía sau cái hình, nó lại là cái phông trắng ha các bạn. Rồi mình vô cái phần ở bên góc phải nè, mình để ý cái phần này nha. Đây, cái layer nè. Red new layer nè, mình nhấp vô. Rồi nó ra một cái layer 2 nè, mình nhấp chuột trái cho layer 2 nó nằm ở phía dưới nha. Layer 2 nè, nó nằm ở phía dưới này. Rồi mình chọn phông nền trắng. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách tạo ở phía sau của nó là cái hình nền màu trắng hoặc là màu bất kỳ các bạn thích. Thì các bạn để ý trên cái góc bên tay trái nè. Thì các bạn chọn màu ha, các bạn nhấp vô đây. Nếu bạn không thích cái màu trắng thì các bạn nhấp vô đây. Thì nó sẽ hiện lên cái bảng màu. Mình nhấp vô đây ha. Đó, thì nó hiện vô cái bảng màu, thì các bạn chọn, các bạn thích màu nào thì các bạn chọn màu đó. Ví dụ các bạn chọn màu xanh đi, ví dụ cho bạn ok. Rồi các bạn nhấn on alt on delete. Đó, thì phía sau nó là hình nền là màu xanh. Bây giờ mình cho nó mình hình nền màu trắng nha. Thì mình nhấp vô cái hàm mũi tên nè. Các bạn để ý cái dấu của nó là dấu màu đen màu trắng nè, mình nhấp vô đây thì nó trở về thành màu đen màu trắng. Mình đảo vị trí lại. Đây, cái này là mình đảo vị trí lại nè, đảo vị trí lại nó thành màu trắng. Rồi các bạn cho hình nền màu trắng nha. Alt delete trên bàn phím á, on delete.
Rồi cho lên màu trắng. Ok. Các bạn muốn phóng to cái màn hình lên để cho nó bự lên mình dễ chỉnh sửa thì các bạn nhấn Ctrl Ctrl cộng ha, Ctrl cộng, tắt này đi, Ctrl cộng thì các bạn có thể di chuyển nè. Các bạn thấy cái dấu ở phía di chuyển, các bạn thấy cái chỗ này nó còn ấy nè. Đó. Mình làm cho nó. Rồi các bạn nhấp vô cái hình màu xanh nha, nhấp vô cái hình màu xanh. Layer 1 nè, màu xanh nè, các bạn chỉnh lại. Chọn lại cái cây đũa thần lại nha. Mình chọn đây cho nó xóa bớt. Đấy. Rồi, Ctrl D. Ctrl D để cho nó mất cái khung đó. Rồi các bạn làm cho nó cái này nó mềm mại hơn thì các bạn chọn vào cái công cụ này. Đây, các bạn để ý ha, cái công cụ này ha, Lua Tool nè, tại công cụ này nè. Rồi. Cái dấu tròn này to quá thì các bạn ấy cho nó nhỏ bớt thì các bạn bấm trên cái bàn phím á. Cái này kêu bằng cái dấu gì ta? Cái biểu tượng của cái gì là tự nhiên quên ta. Rồi, các bạn chỉnh nhỏ lại nha. Rồi các bạn nè, đó các bạn quét cho nó mờ đi. Đó, các bạn thấy không? Cái vùng biên nè, đó cái vùng biên các bạn kéo rê chuột nha. Rê con lăn chuột á, di chuyển đi, đó. Chỗ này cho nó mờ đi nè. Đó, thấy chưa? Rồi các bạn để ý cái phần này cũng vậy cho nó mờ đi nè. Đó. Đó. Ok. Rồi các bạn nhấn Ctrl dấu trừ, Ctrl dấu trừ nè cho nó nhỏ lại bớt. Rồi vậy là ok, mình được một cái hình nền ha. Được một cái hình nền. Rồi mình nhấn lại vào file. Chọn Save as. Nè, Save as. Vào file chọn Save as. Rồi mình lưu chọn file JPEG ha, chọn file JPEG. Rồi các bạn đặt tên lại hình nền, đặt tên lại hình nền hoặc là các bạn ghi lại cái gì cũng được ha. Rồi các bạn save lại. Ok. Vậy là các bạn được một tấm hình nền. Bây giờ mình tắt nó đi nha. Dấu X là mình tắt nó đi nè. Dấu X là mình tắt đi. Nó hỏi mình có save lại không? Mình không cần. Mình nhấn No. Rồi ok. Mở lại mình là mình được cái hình nền nè. Đây cái hình nền hồi nãy mình đang làm nè. Thấy chưa? Rồi bây giờ mình muốn làm thêm một cái hình nền khác nữa. Mình mở lên lại ha. Rồi mình tạo thêm một cái hình nền khác. Bây giờ mình cũng nhấp vô cái chuột trái nè. Ok. Rồi mình nhấp chữ V nha, chữ V bên bàn phím để nó hiện thành cái mũi tên để mình di chuyển nó sang một bên. Đấy. Rồi bây giờ mình sẽ tạo một layer, các bạn để ý tên bên phải có layer nè, tạo lên thành cái layer 1 ha. Rồi bây giờ bắt đầu các bạn vô cái khung hình chữ nhật nè, trên đây khung hình chữ nhật trên đây. Rồi các bạn quét quét cái phần này, quét phần này hết lên luôn đi. Rồi các bạn nhấn Alt Delete. Rồi các bạn nhấn dấu này Ctrl D cho nó mất cái phần chớp chớp đi ha. Rồi bây giờ ý mình muốn làm như thế nào, một tấm hình lớn và hai cái tấm hình nhỏ. Mình mở Open. Rồi mình chọn hai cái mông người mẫu nha. Đó mình chọn hai cái mông người mẫu đi, hai tấm nè. Rồi bây giờ mình cái mũi tên nè mình nhấp vào tấm hình nha, nhấp chuột trái vào tấm hình, mình kéo nó qua cái hình này, kéo qua đây bỏ ra, đó là được một cái hình này. Rồi mình nhấn Ctrl T thì nó hiện lên cái khung này.
Rồi các bạn nhắm chữ shift nha, chữ shift mình kéo xuống, shift mình kéo cho nó nhỏ đi, đó mình được một cái hình này. Rồi mình nhấn enter. Rồi mình qua bên cái bên đây, hình này mình nhấp chuột trái con chuột luôn, vô hình này mình kéo nó qua, kéo nó qua đây. Rồi mình được thêm một tấm nữa thì mình nhấn Ctrl T trên bàn phím, nó hiện lên cái khung nè. Rồi mình nhấn chữ shift nha, chữ shift là mình kéo cái nè, các bạn để ý nè, kéo nè, kéo nó xuống. Mình nhấn chữ shift nha, mình không nhấn chữ shift á thì nó bị sai nè, đó, thấy không? Nè, mình không nhấn shift nè thì nó bị xéo. Rồi mình Ctrl Z lại. Mình ấy vô đây cho nó vừa với cái tấm này, hai tấm ta cho nó bằng nhau nha các bạn. Hai tấm cho nó bằng nhau. Rồi mình kéo nó xuống. Đấy, enter. Rồi mình điều chỉnh lại, điều chỉnh lại ha, điều chỉnh lại cho nó. Các bạn di chuyển trên cái bàn phím á, cái dấu mà trên xuống, cái mũi tên mà đi lên đi xuống đi qua đi lại á, đó là tấm hình này này nè. Đó. Rồi bắt đầu mình muốn di chuyển cái tấm này cho nó đều lại thì mình chọn nè. Mình cái thấy cái mũi tên đen không? Mình chọn cái tấm hình này. Mình nhấp chuột phải, mình chọn layer 2. Đó, layer 2. Thì mình di chuyển nó này cho nó đều đi. Đó. Đấy. Là mình được một cái hình nền nữa. Đó, mình được một cái hình nền nữa. Thì các bạn muốn chọn hình nền nào cũng được hết. Rồi, bắt đầu mình save lại ha. Vào file. Chọn save as, các bạn save as nha. Còn nếu mình chắc nhắm chữ save không á thì nó save chồng lại cái tấm ảnh ban đầu. Mình save as rồi nó save lại thành một cái tấm mới. Rồi, save as. Rồi. Mình nhấp vô đây, mình chọn cái file ảnh của nó là file JPEG nè, các bạn để ý ha. Rồi, mình đặt tên lại 002, các bạn đặt tên lại sao cũng được nha. Rồi các bạn save lại. Ok. Rồi các bạn tắt nó đi. Dấu X là tắt nó đi, no, no là không cần save đó. No. Đó, bây giờ mình mở lại là mình được hai tấm nha, file open là mình được hai tấm hình nền nè. Đó, mình được hai tấm hình nền đẹp không? Rồi, ok, hôm nay mình chỉ hướng dẫn cho các bạn cách tạo cái hình nền làm sao cho nó bắt mắt để mình đăng lên ảnh đại diện trên Tiki hoặc là Sen Đỏ hoặc là những cái trang bán hàng của mình đó, cho làm sao cho nó bắt mắt khi mà khách vào xem, người ta thấy nhìn thấy nó đẹp, nó hấp dẫn, người ta vô người ta mua hàng của mình nhiều hơn. Ví dụ mình không không làm á thì tấm ảnh này mình để cũng được ha, nhưng mà mình muốn cho nó nhiều hơn, khách nhìn thấy nó có nhiều hơn, nhiều màu, nhiều size hơn nè, nhiều màu hơn nè. Đó. Rồi, ok, các bạn nhớ đăng ký kênh của mình để khi mà có những cái clip mà hướng dẫn mới á, nó sẽ báo qua mail cho các bạn. Rồi, ok, xin chào các bạn nhé.